kết thúc hành trình thi tài tại Olympic Hóa học Quốc tế năm 2022. Sau khi em Phan Xuân Hành trở về từ Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng nam sinh vừa mang vinh quang về cho tỉnh nhà với tấm huy chương vàng. Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các ban ngành huyện Hương Sơn và đông đảo giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2022 vừa đây, em Phan Xuân Hành lớp 12 Hóa trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh cùng với ba học sinh khác của Việt Nam đều xuất sắc giành huy chương vàng. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh có học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế. Thực ra từ hôm trước, từ lúc đạt giải thì em đã rất là vui mừng rồi. Nhưng mà hôm nay em về Hà Tĩnh thì được sự đón tiếp của các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở giáo dục cũng như là các bạn bè và các thầy cô thì em rất là xúc động và cảm thấy rất vinh dự ạ. Thực ra cái động lực để em phấn đấu như thế đó là cũng một phần là em vì muốn cố gắng để mình lấy được tấm huy chương vàng hóa học quốc tế đầu tiên về giáo học Hà Tĩnh, cũng như để tri ân đến sự gọi là công lao của các thầy cô, nhà trường, các ban lãnh đạo tỉnh sở, gia đình đã luôn tin tưởng và ủng hộ em. Tấm huy chương này chính là sự khởi đầu trong sự phát triển của bản thân, nhưng em tin rằng thành tích này sẽ tạo tiền đề làm bề phóng vững chắc cho em phát triển trong tương lai. Tấm huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế của em Phan Xuân Hành là dấu ấn rực rỡ tô thắm truyền thống của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh và là tấm gương động lực để thế hệ sau chinh phục và thách thức vượt lên chính mình. Em rất tự hào khi được học dưới mái trường chuyên Hà Tĩnh, nơi vốn có rất nhiều bề dày thành tích lịch sử về học tập, cũng như là có nhiều anh chị đạt thành tích cao trong cuộc đấu trường quốc tế. Và mới đây nhất, anh Phan Xuân Hành, từ một học sinh ở miền đất Hương Sơn xa xôi nghèo khó, đã vượt lên chính mình, chiến thắng bản thân, đạt được thành tích cao, đó là huy chương vàng bộ môn hóa học năm 2022. Em rất ngưỡng mộ anh Phan Xuân Hành, và anh Hành sẽ là tấm gương cho chúng em nói theo. Ngoài nỗ lực của bản thân, thành công của Phan Xuân Hành gắn liền với tài năng và sự tâm huyết, tận tụy của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và hướng đi đúng của ngành giáo dục tỉnh nhà. Hiện tại bây giờ thì bản thân tôi cũng đang vỡ hoa cảm xúc bởi những cái vinh dự và rất tự hào cái việc em Phan Xuân Hành, học sinh lớp 12 chuyên hóa của trường chuyên Hà Tĩnh đạt huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế, thì thể hiện một lần nữa cái khẳng định cái việc đi đúng hướng trong việc giáo dục toàn diện, dạy học giữa lý thuyết đi đôi với thực hành. Bên cạnh đó thì cũng phải thể hiện cái sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, tỉnh ủy, ủy ban, lãnh đạo các sở ban ngành đã luôn luôn đồng hành cùng với tập thể, sự đoàn kết của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh, của trường chuyên, của cả phụ huynh, và cái kết quả này cũng đã góp một cái phần vào cái thành tích rực rỡ của giáo dục Hà Tĩnh trong cái đào tạo mũi nhọn cũng như là giáo dục toàn diện trong những năm gần đây. Gửi lời chúc mừng, biểu dương đến em Phan Xuân Hành, gia đình và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, tấm huy chương vàng mà Phan Xuân Hành vừa đạt được là niềm vinh dự chung của tỉnh, thắp sáng thêm truyền thống hiếu học của quê hương, khơi dậy động lực để mỗi học sinh trong toàn tỉnh vươn lên. Thành tích này cũng thêm một lần khẳng định tinh thần có công mài sắt, có ngày nên kim của học sinh, đồng thời đánh giá cao tài năng, tâm huyết của các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các bậc học, các vùng miền, thường xuyên quan tâm phát hiện bồi dưỡng để nâng cao thành tích cho học sinh, quan tâm đội ngũ nhà giáo, chăm lo xây dựng môi trường sư phạm để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.